Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Nơi chôn tên hèn tướng Ngô Minh Tiến. Mấy ngày gần đây rộ lên thông tin tên hèn tướng Ngô Minh Tiến đã bị thủ tiêu. Dù cho nguồn tin đó chưa được kiểm chứng và chưa được xác nhận, nhưng qua sự việc đó chúng ta cũng có thể thấy được đó là điều gì. Trên mạng xã hội rộ lên tin hèn tướng Ngô Minh Tiến chết, nhưng thái độ của dân chúng tỏ ra vẻ rất là vui mừng thay vì buồn khóc trước một sự ra đi của một vị tướng. Dù ông tướng Ngô Minh Tiến đã chết thật hay chưa, nhưng trong lòng mỗi người dân của chúng tôi, ông ấy không còn tồn tại. Ngay trong lúc tinh thần của đất nước đang đứng trước tình thế giặc ngoại xâm ở bãi tư chính đang bị quấy phá, những người lính hải quân chúng ta đang phải gồng mình để chiến đấu, không một phút lơ là ngoài biển Đông, biển đảo để giữ vững biển đảo biển Đông của chúng ta. Vậy mà ở trên bờ Với tư cách là một vị tướng Lại đi bắt tay với giặc Vùn đắp cho tình hữu nghị bền lâu giữa hai nước Sau phát biểu Và những phát ngôn đó của ông Tiến Thì ngay lập tức ông ấy đã bị chính người dân Của Việt Nam chúng ta Đem đi chôn cất Và xem như ông ấy không còn tồn tại nữa Vì ông ấy dám lấy Danh của nhân dân ra để vun đắp Cho tình hữu nghị với giặc là Trung Cộng Từ xưa đến nay khi đứng trước tình thế giặc ngoại xâm lăng đất nước thì các binh sĩ tướng lĩnh ra trận quyết hy sinh để bảo vệ đất nước những tướng lĩnh mà bị giặc bắt hay là đứng trước một thế trận bị thua thì họ vẫn quyết hy sinh để bảo vệ đất nước chiến đấu đến từng hơi thở cuối cùng thà chết vinh còn hơn sống nhục không bao giờ chịu đầu hàng nhưng những hành động mà chúng ta thấy được từ ông tướng Ngô Minh Tiến đó là gì đó là hoàn toàn đi ngược lại ông ta thà sống nhục còn hơn chết vinh mọi người và quý vị có còn coi sự tồn tại của ông Tiến nữa hay không? Đã trốn cất ông ta hay chưa? Đừng quên để lại ý kiến của mình phía bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi với chúng tôi và cùng mọi người. Chúng tôi nhận được một số yêu cầu của một số quý vị và các bạn yêu mến chúng tôi đã yêu cầu nhắc lại sự kiện và những hành động khiến cho người dân phẫn nộ, bực tức và đem tên tướng hèn Ngô Minh Tiến đi chôn. Sau đây chúng tôi xin đáp ứng quý vị và các bạn đã yêu mến tin mới xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Hèn tướng Ngô Minh Tiến trong bối cảnh Trung Quốc đang có những hành động gây hấn và xâm lược tại khu vực bãi tư chính, thì tướng Ngô Minh Tiến lại có thái độ với phát ngôn hèn với giặc. Báo pháp luật hôm 30 tháng 7 năm 2019 dẫn lời Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa tại Tòa Sứ quán Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội, cho biết Lịch sử phát triển mối quan hệ giữa hai nước tuy đã trải qua những năm tháng thăng trầm, vượt lên trên tất cả, chúng ta đã và đang nỗ lực không biết mệt mỏi cùng nhau xử lý các khác biệt, duy trì môi trường ổn định và hòa bình phát triển của mỗi nước, vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu. Đó không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam và Trung Quốc, mà còn là tâm nguyện khát vọng của thế giới văn minh ngày nay. Phát ngôn của ông Ngô Minh Tiến ngay lập tức nhận được những hàng loạt chỉ trích của những người dùng mạng xã hội. Người ta chỉ trích ông Tiến không chỉ vì hèn nhục mà ông dám tự ý nhân danh đất nước nhân dân để tri ân kẻ xâm lược. Nếu như đi khắp thế giới lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc thì riêng đối với Việt Nam, hầu như người dân nào cũng thấy Trung Quốc như là một sự đe dọa nghiêm trọng. Vì ông Tiến dám cao giọng khẳng định, vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam, trên mạng xã hội Việt ngữ có rất nhiều Facebook dùng Facebook nhắn với ông Tiến là họ không có trong số đó. Chẳng hạn như Long Huỳnh, một thân hữu của Ngô Trường An, lòng nhắn mạnh. Không có tao ở trong đó nhé. Cũng đếch có cái nhân dân nào ở trong đó hết. Chỉ có đảng của tụi mày mà thôi. Hà Lan thì cảnh báo. Đừng đánh tráo, đừng mượn hai chữ nhân dân để che giấu sự thật che giấu bản chất của mối quan hệ không liên quan gì đến nhân dân cả hai nước cả. Kiệt Lê Nhân thì viết, trách chú, chú bỏ hai chữ miệng nhân dân, chưa từng cầu quân y, dân y mà chú lại phán bừa. Không chỉ có những Facebooker như bàn Nguyễn tin rằng viên tướng này không biết gì về lòng dân cả. Tội nghiệp. Mình viết Nguyễn hoàng màng Liệu rằng thằng này có đại diện cho trí tuệ và vũ khí ý chí của tướng lĩnh Việt Nam hiện nay hay không? Phương Trung Nguyễn nửa đua nửa thật. Tướng cỡ này thì quân đội nhân dân mới anh hùng chứ. Trên trang mạng Facebook của Ngô Trường An, Trọng Phan Trần góp một lời. Phải có tư tưởng cầu bại thì mới là tướng, tướng của thời nay chứ. Khải Nguyễn lý giải, nỗ lực đánh tráo tâm nguyện xuất phát từ chỗ đảng ta chỉ miễn duy trì quyền lực, quyền lợi của mình, thành ra có mất tất cả cũng không sao. Đó cũng là lý do giống như nhiều Facebooker Lê Phương ngậm ngùi, giờ mới biết thế nào là bán nước buồn dần. Tuyên bố của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa do Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam tổ chức Vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội Việt Nam và Trung Quốc, mà còn là tâm nguyện và khát vọng của thế giới văn minh ngày nay. Đang khuấy động dư luận trên mạng xã hội Việt ngữ. Sau khi đọc tin trưởng thuật về sự kiện này trên trang Facebook của Lộc Phạm, Lam Thanh Nguyễn không giấu được sự phẫn nộ. Đó chỉ là tâm nguyện của chúng mày, lũ hèn nhát, bán nước, chứ không phải là của nhân dân. Cút hết đi. Thanh Thạch gọi tuyên bố đó là hệ quả của độc đảng, độc tài, tham nhũng, bán nước, buôn dân. Chưa đánh, đã hàng, tha mất nước để giữ đảng, đem cả dân tộc làm nô lệ cho giặc tàu. Liên Nguyễn thì than thở, giờ mới biết quân đội dung đề vùn đắp tình hữu nghị. Cũng với tâm trạng như vậy, Nguyễn Phan thắc mắc, những nhà lãnh đạo quân đội như thế có thấy nhục với tổ tiên như Ngô Quyền, Trấn Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung không nhỉ? Theo Nguyễn Phan, thì chắc là không. Nếu biết nhục thì đã không thốt lên những lời hèn hạ như vậy. Với những lãnh đạo như thế, đất nước sẽ sớm rơi vào lòng nô lệ của giặc tàu cộng mà thôi. Theo Nguyễn Phan, mỗi người lính bình thường nhưng có sĩ khí, có lòng tự tôn dân tộc sẽ chửi cái thằng cha hèn tướng này. Đúng là hết sức khó hiểu và đáng phẫn nộ khi phó trưởng tham mưu tướng quân đội nhân dân Việt Nam lại phát biểu như vừa kể khi chuyện Trung Quốc vừa xâm nhập thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vừa vu cáo Việt Nam vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tại phán của Trung Quốc tại bãi tư chính. Ngày càng nóng, cả ở Việt Nam lẫn các diễn đàn quốc tế. Đáng bận tâm hơn bởi dường như đó là nhận thức chung của đảng ta. Trên Facebook của Nguyễn Khanh, Lịch Thanh Vu chụp lại bài trường thuật có tựa đề Tổng bí thư nếu có đồng độ trên biển có ngồi đây được không? đăng trên mạng xã hội Soha, một trang mạng xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, và giới thiệu như một ví dụ cụ thể vừa là như một cảnh báo. Có một điểm đáng chú ý do sự phẫn nộ và khinh bỉ lan rộng nhiều Facebooker cùng họ với ông Tiến, đồng thanh bảo ông là vết nhơ đáng xấu hổ của ngô tộc. Ngô Trường An viết hẳn một bức thư ngõ gửi ông Tiến đại ý như Trung Quốc nuôi dã tâm thôn tính Việt Nam đã hàng ngàn năm nay. Nếu ăn học tử tế, ông phải biết Họ Ngô có những danh tướng như Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, Ngô Tuấn tức là Lý Thường Kiệt đánh quân Tống, Ngô Thị Nhậm tham gia đánh quân Thành. Là con cháu Ngô Tộc lẽ ra ông phải thấy, tiền nhân đã ra sức hết sức chống giặc tàu ngoại xâm để dĩ yên bờ cõi cho con cháu thừa hưởng Giang Sơn. Nếu họ hèn hạ, sợ mất hũ gạo, nhẫn nhục buồn đắp tình hữu nghị với giặc như ông, thì làm gì có còn cái đất nước cho đảng ông giành giật, lãnh đạo nữa. Theo Ngô Trường An, là tướng mà không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù thì đúng là quá đần độn. Trước này, ngô tộc chẳng có tên tướng nào ngô dốt đến như thế và khuyên ông Tiến nên đổi một cái họ khác giống như là cha già của ông cho ngô tộc đỡ phải nhục. Ngô Đỉnh Thành, một Facebooker khác tán thành, chắc y mạo nhận chứ ngô tộc không thể sinh ra cái loại tập trung này. Facebooker Phương Trạch Ngô nhắn ông Tiến ngu xuẩn và hèn hạ đến thế là cùng. Ông chỉ có thể đại diện cho chính ông chứ không thể đại diện cho nhân dân chúng tôi được. Và nhân dân Việt Nam không bao giờ muốn vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu với lũ cướp. Giống như nhiều Facebooker cùng họ với ông Tiến. Phương Trạch Ngô tỏ ra hết sức uất ức tại sao ngô tộc lại có kẻ lon tướng như vậy, ngu xuẩn và nhốt rốt nát đến thế là cùng. Đã vậy, Dung Nguyễn còn nhận định giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Có lẽ con cháu ba đời sau cũng không rửa được hết nhục vì phát biểu của âm Tiến để an ủi ngô tộc. Trần Đức Đan chen vào bảo rằng tuy thằng này là họ ngô nhưng là ngô đã biến đổi gen rồi. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn lần đầu xem chương trình của chúng tôi, cũng như là chưa bấm nút đăng ký, đừng quên bấm nút đăng ký, bấm vào chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ phía chúng tôi. Và cũng là để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.